Từ lâu, con người đã nghe và biết đến cụm từ du hành thời gian. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin về những câu chuyện này. Người ta thường cho rằng nó không có thật và chỉ là phim khoa học viễn tưởng. Thế nhưng, khi Internet ngày càng phát triển, thì những bằng chứng du hành thời gian ngày càng bị tiết lộ một cách phổ biến. Nó khiến tất cả những người yêu thích khám phá bí ẩn xuyên không có cái nhìn mới và mở rộng cách nhìn hơn về chủ đề này. Và rất có thể, xuyên không có tồn tại thật trong thế giới của chúng ta. Trần Tiến xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu top những bằng chứng về xuyên không gây tranh cãi và đau đầu nhất trong giới khoa học. Phóng to 5 lần bức tranh thời mình, góc tranh có món đồ xuyên không. Trong hàng nghìn năm lịch sử của nền hội họa cổ Trung Quốc, vào thời nhà Minh năm 1368 đến 1644 là triều đại có sự xuất hiện đa dạng nhất về trường phái hội họa. Nhiều bức tranh nổi tiếng đã được lưu truyền từ thời nhà Minh như Quế Cúc Sơn Ly Đồ, Xuân Dù Vãn Quy Đồ, trong đó không thể không kể đến tập tranh Thái Bình Thịnh Thế được vẽ bởi họa sĩ Đới Tiến. Tập tranh bao gồm 10 cuộn miêu tả cuộc sống thường nhật của các tầng lớp nhân dân khác nhau vào thời đầu nhà Minh như đánh bắt cá, trẻ em nô đùa, luyện tập bắn cung hay khung cảnh thong thả về nhà sau khi chăn thả gia súc. Tựu chung lại, tập tranh muốn khắc họa đời sống xã hội ổn định và thịnh vượng vào đầu thời nhà Minh. Thái Bình Thịnh Thế rất được ưa chuộng trong triều đình lúc bấy giờ bởi vì bức tranh này góp phần tuyên truyền cho dân chúng về chế độ chính trị đương thời nhằm củng cố niềm tin vào hoàng đế và các mệnh quan triều đình. Trong 10 cuộn tranh của Thái Bình Thịnh Thế, sau hàng trăm năm vẫn có một bức tranh luôn khiến hậu thế cảm thấy khó hiểu và vẫn chưa thể lý giải được. Đó là bức tranh có tên Ngựa Gỗ. Nội dung của bức tranh này thực ra rất đơn giản. Trong một cái sảnh giữa sàn nhà vuông vức, một đứa trẻ ngồi xồm đang thả chú ngựa yêu thích của mình ra khỏi cái lồng để cho cha xem, trong khi thầy giáo của cậu bé đang ngồi phía sau theo dõi. Thế nhưng, khi phóng to bức tranh lên 5 lần, hậu thế mới giật mình vì một chi tiết nhỏ bé. Chính con ngựa của cậu bé khiến cho hậu thế cảm thấy bức tranh rất kỳ lạ và khó hiểu. Mọi người đều đặt ra câu hỏi là tại sao con ngựa này lại có thể chạy trên mặt đất, bởi vì kích thước của nó là vô cùng nhỏ, chỉ là một con ngựa tí hon. Trong bối cảnh thời nhà Minh, tức khoảng 400 đến 500 năm trước, đồ chơi chạy bằng pin hay dây cót là không hề tồn tại. Vậy nên, không thể có một con ngựa tí hon chạy trên mặt đất như đồ chơi của thời hiện đại ở thời nhà Minh thế này. Hơn nữa, cứ cho là tác giả bức tranh muốn khắc họa một con ngựa thật bằng xương bằng thịt thì cũng rất vô lý. Bởi chúng ta đều biết rằng, ngay cả con ngựa nhỏ nhất cũng không thể nhỏ như vậy. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy con ngựa này được cậu bé thả ra từ một chiếc hộp. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi. Bởi nếu cho rằng đây chỉ là một món đồ chơi, thì sao nó có thể di chuyển được? Còn nếu là một con ngựa thật, thì cũng không thể nhỏ và sinh tồn được trong một chiếc hộp như vậy. Dù lý giải theo cách nào thì cũng đều vô lý. Mọi giả thuyết đều được đưa ra, trong đó có cả xuyên không. Tuy nhiên, câu trả lời thật sự là gì thì không một ai rõ. Các nhà khảo cổ và chuyên viên quản lý bảo tàng cũng chưa đưa ra nhận định gì cho câu chuyện này. Và cho đến ngày nay, nó vẫn là bức tranh bí ẩn chưa được giải mã. Người đàn ông dùng iPhone năm 1937. Bức tranh năm 1937 của họa sĩ Ý Umberto Romano có tên là Ông Pinchon và khu định cư của Springfield. Bức tranh chủ yếu mô tả một sĩ quan thuộc địa Anh ở thế kỷ 17 và thương nhân buôn bán lông thú William Pinchon cùng nhóm người Mỹ bản địa xung quanh đang tiến hành cuộc giao dịch buôn bán. Sau khi quan sát kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy có một vật thể kỳ lạ ở dưới góc bên phải của bức tranh. Một người thổ dân với hai cọng lông chim trên đầu, phần thân dưới được quấn vải trắng. Người này đang cầm trên tay một vật thể hình chữ nhật màu đen bí ẩn. Anh chàng này đang nhìn chằm chằm vào thứ trên tay, trông giống hệt như một người đàn ông hiện đại đang nhìn vào điện thoại của mình. Cách anh ấy cầm thứ bí ẩn này bằng một tay rất giống với cách mọi người lướt điện thoại bằng một tay ngày nay. Bức tranh chưa từng được ai thao tác qua kể từ khi nó được vẽ cách đây hơn 80 năm. Và nghệ sĩ Romano qua đời vào năm 1982. Có nghĩa là
ông không thể nghe nói về iPhone vì nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 2007. Trong khi bức tranh thú vị này đã khiến những người đam mê du hành thời gian phấn khích và gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi, các nhà sử học đặt ra một số câu hỏi về tuyên bố này. Họ phỏng đoán rằng vật thể bí ẩn có thể không phải là iPhone. Nó có nhiều khả năng là một chiếc gương. Đây là một mặt hàng thường được các thương gia buôn bán vào thời điểm đó. Cũng có người suy đoán rằng nó có thể là một mảnh sắt. Người Hy Lạp cổ đại đã dùng laptop. Tại bảo tàng Paugetti, một bức tượng đã khiến nhiều diễn đàn thuyết âm mưu sục sôi. Bức tượng mô tả cảnh một người phụ nữ ngồi trên ghế, tay đưa ra xem một vật có hình dạng như chiếc laptop thời hiện đại. Chiếc máy tính xách tay đầu tiên trên thế giới được ra đời từ thập niên năm 1970. Và dù nó sớm hơn đi chẳng nữa, dứt khoát không thể có chuyện nó xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại được. Theo một số tài liệu cổ, vật bé gái cầm có thể chỉ là hộp phấn hoặc hộp trang sức. Nhưng với những người yêu thích xuyên không, họ chỉ thấy một chiếc laptop với đầy đủ cổng cắm USB hiện đại. Thậm chí có ý kiến cho rằng đây là cách để người Hy Lạp cổ đại liên lạc với người tương lai hoặc người ngoài hành tinh. Lời giải thích chính xác là gì chưa ai biết, vì xét cho cùng, khoa học giờ đã chứng minh được du hành thời gian là khả thi và nền văn minh bên ngoài trái đất kia thực sự là có tồn tại. Bởi xác người ngoài hành tinh hay du thuyền của họ đều đã từng được NASA phát hiện. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn để ở dạng mập mờ hoặc che giấu và nhiều công chúng vẫn chưa biết sự thật. Chiếc điện thoại Nokia 800 tuổi. Bức hình dưới đây là một cổ vật làm từ đất sét do các nhà khảo cổ học người Áo công bố vào năm 2015. Cổ vật này có hai điểm đặc biệt. Nó trông giống y như một chiếc điện thoại Nokia, và chiếc điện thoại này đã 800 năm tuổi. Theo như nhóm chuyên gia, chiếc điện thoại này đã xuất hiện từ thế kỷ thứ 13, với bàn phím mang nhiều ký tự chữ tượng hình của người Sumer. Hệ thống chữ viết tồn tại từ rất sớm, xuất hiện từ 3.500 đến 3.000 năm trước công nguyên. Điện thoại di động mới xuất hiện được một vài thập kỷ, thế nên chắc chắn rằng 800 năm trước chúng không thể tồn tại. Vậy thì chúng có thể là gì? Những câu hỏi này vẫn luôn làm bối rối nhiều nhà khảo cổ học và nhà khoa học thời hiện đại. Theo nhiều ý kiến, chữ viết trên điện thoại là của nền văn minh Lưỡng Hà, ngày nay vẫn được tìm thấy tại Iran. Do đó, việc chữ viết dạng này xuất hiện ở Áo là điều khá vô lý. Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù nhiều người không tin vào xuyên không, nhưng họ đều ngấm ngầm thừa nhận rằng xuyên không cũng là một trong những khả năng, hoặc trong thời kỳ này có tồn tại một nền văn minh phát triển bí ẩn khác mà con người hiện đại chúng ta không biết. Andrew Basiago và bức ảnh xuyên không bí ẩn. Nhìn thoáng qua, đây chỉ là một bức ảnh đen trắng bình thường. Nhưng thứ không bình thường ở đây chính là câu chuyện đằng sau nó. Andrew Basiago là một thành viên trong dự án tuyệt mật Pegasus của chính phủ Mỹ vào thập niên 1970. Basiago kể lại rằng ông là một trong những đứa trẻ tham gia thí nghiệm chuyển dịch lượng tử, và bằng cách nào đó ông đã lạc về năm 1863, nơi mà Abraham Lincoln đọc bài diễn văn bắt đầu cuộc chiến giải phóng nô lệ nổi tiếng, nội chiến Mỹ. Bản thân Basiago cũng không hề biết mình đã có một cuộc xuyên không. Thế nhưng khi quay lại trở về thực tế, ông giật mình phát hiện ra cậu bé Basiago 10 tuổi cũng xuất hiện trong bức ảnh chụp từ năm 1863. Tính xác thực của bức ảnh này hiện vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi. Phát hiện đồng hồ Thụy Sĩ trong ngôi mộ 400 tuổi ở Trung Quốc. Vào năm 2008, một nhóm các nhà khảo cổ học và nhà báo khi đang làm phim tài liệu tại một lăng mộ niêm phong từ triều nhà Minh ở Thượng Tị. Trong quá trình khai quật, một bất ngờ đã xảy ra khi từ phía trong một quan tài đóng kín, người ta tìm được một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Một nhân viên trong đội khai quật cho hay, khi làm sạch cỗ quan tài có rất nhiều đất đá rơi ra. Bỗng có tiếng kim loại va xuống đất, và khi chúng tôi nhặt lên thì thấy đó là một chiếc nhẫn. Điều kỳ lạ hơn là sau khi vệ sinh chiếc nhẫn xong thì chúng tôi phát hiện ra mặt nhẫn có hình dạng y một chiếc đồng hồ. Vật thể lạ này dày khoảng 2mm, có mặt như một chiếc đồng hồ với kim số đang dừng ở mốc 10:06. Ngạc nhiên hơn,
phía sau chiếc đồng hồ này có khắc dòng chữ Swiss, nghĩa là Thụy Sĩ, đất nước đứng đầu thế giới về nghệ thuật chế tác đồng hồ. Tranh luận nổ ra khi mà nhà nước Thụy Sĩ được thành lập vào năm 1848, còn quan tài đá thời nhà Minh này lại có niên đại vào khoảng năm 1368 đến 1644. Mốc thời gian chênh lệch này đã làm bầu nghi vấn về một vụ xuyên không khiến cho chiếc nhẫn đồng hồ này bị lạc tới thời đại mà nó vốn hoàn toàn không thuộc về. Những giả thiết đã nhanh chóng được đưa ra. Bên cạnh giả thiết xuyên không chưa được khoa học công nhận, thì có giả thiết khác cho rằng chiếc nhẫn đã được đưa vào mộ phần, nhưng hành động này thật khó hiểu. Ai sẽ đi làm việc đó? Do vậy, vẫn không có gì là quá chắc chắn để kết luận về chiếc đồng hồ Thụy Sĩ lạc lõng trong quan tài thời nhà Minh này. Tất cả sẽ vẫn là một ẩn số lớn cho tới khi có những mảnh mối khác. Đồng hồ báo thức xuất hiện 1.000 năm trước. Tuy rằng đây dường như là một phát minh mang dáng vẻ hiện đại, nhưng sự thật thì đồng hồ báo thức đã được phát minh cách đây rất lâu bởi người Hy Lạp cổ đại. Ý tưởng về đồng hồ có chức năng báo thức có thể được truy nguồn về Ctesibius, một kỹ sư, nhà vật lý và nhà toán học Hy Lạp cổ đại sống ở Alexandria, Ai Cập lúc còn thuộc về Hy Lạp. Ctesibius là một nhà khoa học vĩ đại đi trước thời đại, thậm chí một số người miêu tả ông như một thiên tài thời cổ đại. Ông được biết đến nhiều nhất với ba phát minh: máy bơm hút, đồng hồ nước và hydraulics, dụng cụ âm nhạc tiền thân của đàn đại phong cầm. Đồng hồ nước được phát minh với mục đích theo dõi thời gian. Và tất nhiên, để theo dõi thời gian thì không thành vấn đề. Tuy nhiên, để báo thức thì âm vang của nước chắc chắn là không đủ, nên cần thứ gì đó vang vọng hơn. Chính vì vậy, Ctesibius đã bắt tay chế tạo một hệ thống, trong đó sỏi sẽ rơi xuống một cái cổng, tạo tiếng vang, và đây chính là đồng hồ báo thức đầu tiên. Các viên sỏi được thiết kế để rơi xuống cổng vào một thời điểm nhất định. Ctesibius không phải là người duy nhất phát minh ra đồng hồ báo thức. Plato, một triết gia Hy Lạp cổ đại, cũng đã xây dựng phiên bản đồng hồ báo thức của riêng mình. Không hài lòng với việc học sinh của ông liên tục ngủ muộn, ông đã thiết kế một hệ thống báo thức cấu tạo từ các bình gốm đựng nước. Có 4 bình gốm, bình này đặt trên bình kia, theo một trục thẳng, nối với nhau bởi một cái ống dài. Khi bình thứ 2 trở nên ngập nước, lượng nước sẽ nhanh chóng đổ dồn xuống bình thứ 3 ở bên dưới, ép lượng khí trong bình thoát ra tức thì, tạo ra một tiếng huýt sáo giống ống tù trà. Phát minh của Plato đã thành công, những người dùng chiếc đồng hồ báo thức tự chế này khó có thể ngủ nướng được nữa. Thưa quý vị, những hiện tượng xuyên không ngày nay không còn là quá hiếm. Các bằng chứng xuất hiện ngày càng nhiều, và thậm chí các chính phủ ngầm họ cũng có những dự án bí ẩn về du hành thời gian. Và đương nhiên, những thông tin này đều được che giấu hoặc nó được tiết lộ theo một phương cách đặc biệt mà chúng ta hay gọi là thuyết âm mưu. Vậy theo quý vị thì sao? Liệu con người có thể du hành thời gian hay không? Quý vị hãy để lại ý kiến của mình vào phần bình luận bên dưới. Và đừng quên ấn like và bật chuông thông báo nếu quý vị yêu thích chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề khám phá tiếp theo.